Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Mỗi tuần một câu chuyện Tuần này chúng ta sẽ đến với câu chuyện Đeo chuông cho mèo Với giọng đọc của cô Phùng Anh Đào Mời các bạn cùng nghe nhé Thị trấn của loài chuột hôm nay thật đông vui Vì tất cả chuột trong vùng không ai bảo ai Nhưng từ chuột to đến chuột nhỏ Từ chuột già đến chuột trẻ Đều tập trung ở tòa nhà lớn nhất thị trấn để nghe thị trưởng chuột phổ biến cách ngăn chặn loài mèo kẻ thù không đội trời chung với loài chuột hỏi tất cả muôn dân của ta để loài của chúng ta ai cũng được sống đến già thì chúng ta cần phải có cách báo hiệu khi mèo tới ngài chánh văn phòng thị chính ta giao việc này cho ngài hãy thu thập những sáng kiến hay và trao giải cho sáng kiến nào hay nhất có tính khả thi nhất ngài thị trưởng nói ôi đây là một quyết định tuyệt vời vì nếu chúng ta biết mèo đang đến chúng ta sẽ có thời gian để ẩn nấp như thế loài mèo sẽ không thể tìm được đâu ai sẽ là người nghĩ được cách thông báo hay đây chú chuột con lém lỉnh tỏ vẻ băn khoăn ước gì tôi sẽ nghĩ được cách hay để trình lên ngài chánh văn phòng thị chính nhỉ tuần trước loài mèo đã bắt được anh trai tôi rồi cả nhà tôi ai cũng tức giận căm ghét loài mèo nhưng không biết phải làm gì để trị tội chúng chị chuột hồng vừa khóc vừa nói bằng giọng than thở chị chuột hồng ơi chị đừng khóc nữa nhé tôi đã nghĩ ra một ý tưởng rất hay đây này vào dịp giáng sinh chúng ta vẫn hay treo những chiếc chuông ngoài cửa để biết khi nào có khách tới vậy nên nếu chị có thể đeo chuông vào cổ mèo thì chúng ta sẽ được báo hiệu khi mèo xuất hiện chị làm được việc này không Chú chuột nhỏ xinh vừa nói xong thì tất cả loài chuột đã nhảy múa khi tưởng tượng đến chiếc chuông trên cổ loài mèo. "Ôi, ôi, chuột nhỏ xinh ơi, tôi không làm được việc đó đâu. Cả nhà tôi đều có bệnh run chân tay, tôi sợ vừa nhìn thấy mèo thôi là toàn thân đã run lẩy bẩy rồi. Âm thanh của chiếc chuông sẽ vang lên theo, mèo sẽ nghe thấy mất." chuột hồng đưa ra lý do từ chối chuột nhỏ xinh nhìn ông chuột bên cạnh kính cẩn nói ông chuột ơi ông có kinh nghiệm sống nhiều nhất trong số dân chúng ở thị trấn cháu nghĩ ông làm việc này sẽ thích hợp đấy loài mèo có nhanh đến mấy cũng không thể bằng ông được đâu chỉ cần ông rình khi nào mèo ngủ ông nhẹ nhàng quàng cái chuông vào cổ chúng thôi ạ à ông già rồi đi còn không vững chỉ sợ chưa đeo được chiếc chuông vào cổ mèo thì đã thành bữa ăn thịnh soạn cho chúng rồi cháu nhỏ nhắn nhanh nhẹn lại thông minh cháu nên thực hiện ý tưởng của mình đi dân chúng ở đây sẽ luôn ủng hộ cháu ông chuột từ tốn trả lời anh chuột cường tráng ơi, anh to khỏe nhất vùng, anh làm việc này nhé. Em nhỏ quá không cầm nổi cái chuông nên không thể đeo được nó vào cổ mèo. Anh khỏe nhất, nếu đi gặp loài mèo mà xảy ra chuyện gì thì còn có sức chống trả. Hãy vì mạng sống của thị trấn này mà nhận nhiệm vụ đi anh." Chuột nhỏ xin nói với anh chuột to khỏe. Anh không ngại đi nhưng anh làm việc gì cũng vụng về vì thế nhiệm vụ này nên để người nào thật khéo mới làm được em à chuột to khỏe trả lời rồi đứng lên cái bục thật cao để quan sát xem ai sẽ làm được việc đó nhưng chú chuột nào khi được chỉ định cũng đều tìm cách từ chối chúng muốn được bình yên sống không ai dám mạo hiểm Ngài thị trưởng chuột đã mất rất nhiều thời gian giảng giải nhưng đáp lại chỉ là tiếng bàn tán xôn xao của dân chúng phía dưới. Ngài chánh văn phòng thị chính đầu, hãy giúp ta giải tán đám đồng. ai về nhà đó nghĩ thêm phương án hay. Ngài chánh văn phòng còn chưa có động thái gì thì đã thấy tất cả loài chuột phía dưới đang nhao nhác chạy. Ngài thị trưởng chuột sau một cái giật mình cũng vừa chạy vừa nói rất to. Ngài tránh thượng phòng thị chính ơi, mèo đến rồi, chạy nhanh con kịp. Chú mèo đứng trên mái nhà cao nhất của tòa nhà trong thị trấn, quan sát xung quanh, loài chuột đã ẩn nấp hết, không dám xuất hiện. Do đó, cho đến bây giờ, loài chuột vẫn vô cùng sợ mèo. câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi hẹn gặp các bạn tuần sau nhé